Kính thưa các cụ, các ông, các bà và các bạn và hai họ, hôm nay ngày lành thánh tốt, gia đình bên nhà trai và nhà gái có tổ chức lễ an hỏi cho hai cháu. Qua thời gian dài, các cháu tìm hiểu và được sự đồng thuận của hai gia đình, hôm nay hai gia đình cùng nhau tổ chức lễ an hỏi. Nhà trai có mang lễ sang bên nhà gái để xin an hỏi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là đại diện cho bên nhà gái. Và tôi xin giới thiệu, hôm nay có ông bà ngoại của cháu và các ông, các bà, các chú, các bác của hai họ nội ngoại có mặt ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu là bên nhà trai cho ý kiến và để công tác tổ chức của hai bên được thống nhất. Tôi xin phép được kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị của hai bên gia đình cùng toàn thể bạn bè nam nữ của hai cháu Tuấn và Huyền. Cháu Tuấn và cháu Huyền là hai thanh niên mới lớn. Trong quá trình học tập công tác, các cháu đã quen biết nhau, tìm hiểu nhau và được sự giúp đỡ của bạn bè hai bên và hai bên gia đình, các cháu đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài với nhau. Việc đó đã được báo cáo lên hai bên gia đình nội ngoại, đã được hai bên gia đình đồng tình ủng hộ và tiếp tục nhiều cái công việc khác để tiến tới buổi lễ ngày hôm nay. Về gia đình nhà trai chúng tôi, trước hết xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc cho tình cảm hai bên gia đình chúng ta ngày càng thắm thiết. Về thành phần đi dự hôm nay, ở bên nhà trai chúng tôi cũng được trân trọng giới thiệu ông ngoại của cháu làm trưởng, còn cùng thể các bác, các anh, các chị, cô bác trong gia đình. Và bây giờ tôi trân trọng giới thiệu, kính mời ông ngoại của cháu sẽ lên có ý kiến. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác và tất cả mọi người trong hôm nay, ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu, tôi là ông ngoại của cháu Tuấn. Xin có đôi lời. Đầu tiên tôi xin chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý. Qua sự tìm hiểu và yêu thương nhau, hai cháu Tuấn và Huyền mong muốn được về sống chung trong một mái nhà. Được sự đồng ý của họ nhà gái, hôm nay chúng tôi tổ chức và đưa lễ đến ăn hỏi và xin phép nhà gái cho cháu Tuấn được làm con, làm cháu của họ nhà gái. Xin chân thành cảm ơn. Thưa các cụ, các ông, các bà và các bạn, hôm nay được sự đồng ý của hai gia đình, bên nhà trai có mang lễ sang bên nhà gái để xin đón dâu, để cho cháu Huyền được về làm con cháu trong dòng họ của các ông, các bà bên nhà. Như vậy cho nên đại diện cho bên nhà gái, chúng tôi xin nhận các lễ của các cụ, các ông, các bà bên nhà mang sang. Bây giờ tôi đề nghị là mẹ của hai cháu lên trao lễ cho nhau. Và xin cảm ơn. Till I
dân phương hát quê hương rung rầy theo sông tình người thái bình ai đắp nền cho đất thái bình từ bao giờ mà trồng hàng trong mưa lúa vẫn lên xanh có mà trồng non trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi thái bình đưa em về đồng con anh thương em anh nói em sẽ đưa chiếu hoa cho anh trai xưa mời thầy mẹ sang trời để anh đưa để anh
time. I wanna hear you say I do. Em biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn, và đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mây xuân xanh, và anh yêu em bằng tất cả chân thành. Kể từ lúc em sao nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng, thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, giải cứu ngân hàng nên mới lấy được người giống anh mà. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Em biết không, anh cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trưởng thành với bao người ở bên ngoài. Mà ở bên em anh như trẻ con lên người. Kể từ lúc em sang nói lời chào, đêm nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng, thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, của hai bên gia đình cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Tuấn và Huyền. Thật đúng là sinh thành lời mẹ cha, xây dựng hạnh phúc ở ta với mình. Gái ngoan đến tuổi lấy chồng, trai khôn lấy vợ, tơ hồng xe đôi. Kính thưa toàn thể ôn, sau một thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý của hai bên gia đình và giúp đỡ của bạn bè thân thiết, hai cháu Hiếu Tuấn và Thanh Huyền đã quyết định đi đến hôn nhân. Được hai bên gia đình đồng ý, hôm nay gia đình nhà trai nhà gái sẽ tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Để theo phong tục tập quán, tôi trân trọng giới thiệu ông ngoại của cháu sẽ làm trưởng đoàn của gia đình nhà trai lên có ý kiến xin dâu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác và toàn thể vô trường, tôi xin thay mặt hoan nghênh nhà trai, xin kính chúc mọi người sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý. Qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu thương yêu nhau, được sự đồng ý của nhà gái và địa phương. Hôm nay chúng tôi xin
được nhà gái cho đón cháu Huyền về làm dâu và làm hôn lễ cho cháu tại nhà trai. Xin chân thành cảm ơn. Gia đình nhà gái có cho không ạ? Chắc chắn là cho rồi ạ. Nhưng mà vẫn phải có một tiếng nói chính thống. Xin trọng giới thiệu và kính mời ông ngoại của cháu Huyền đại diện cho gia đình nhà gái sẽ có ý kiến ạ. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn, hôm nay ngày lành tháng tốt, giờ cũng đẹp, thế mà tất cả các thủ tục mà hai bên gia đình đã thống nhất đã đi đến cuối cùng là để sang bên này xin dâu, thì đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng tôi coi hoàn toàn nhất trí để được giờ và được ngày, thì xin mời coi như là gia đình nhà trai cứ chọn giờ cho đúng. Thế còn là gia đình nhà gái chúng tôi là hoàn toàn là nhất trí với các cụ các ông các bà bên nhà. Cuối cùng tôi xin kính chúc các cụ các ông các bà mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin cảm ơn. Closer from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, but it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding in love. I keep bleeding, I keep bleeding in love. Các ông, các bà, bố mẹ, bên ngoại và cháu rất là quan tâm và dành cho tới cháu những món quà kỷ niệm. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông bà ngoại của cháu sẽ lên trao quà cho cháu. Xin kính mời ông bà. So beautiful in white.
future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle, she looks so beautiful in white. Đó chính là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và ngay bây giờ để cho hai bạn chính thức được nên vợ nên chồng thì theo nghi thức truyền thống phải có sự đồng ý và phát biểu từ hai vị đại diện của hai bên gia đình. Và trước đại trung tâm của sân khấu vô cùng long trọng, đại diện cho ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời ra đứng cạnh cô dâu chú rể. Đó là hai vị đại diện của nhà trai và nhà gái. Xin phép được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình. Sang bên hôn sự cưới gia đình họ nhà gái đã có sửa sang cây chồng xin dâu để xin mời bên gia đình họ nhà gái. Trước tiên mời thắp hương tiên tổ và sau đó chọn đúng giờ tốt. Gia đình họ nhà trai được đón cô dâu về nhà chồng và tổ chức đại lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể tại tư gia gia đình họ nhà trai. Và trong giờ phút này để cho hai bạn sớm nên duyên vợ chồng thì đại diện cho ban tổ chức xin phép được nhường lời cho trưởng đoàn của bên gia đình họ nhà gái sẽ có một đôi lời phát biểu giới thiệu với các thành viên trong đoàn đã đưa cháu về nhà chồng và cũng như có một đôi lời trong phần thủ tục để trao dâu cũng như để xin phép cho dâu rể được vào thắp hương gia tiên. MC xin phép được nhường lời cho trưởng đoàn của bên gia đình họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể hậu thôn, tôi là đại diện cho bên họ nhà gái. Em ơi trải qua nhiều thời gian các cháu tìm hiểu đến hôm nay ngày lành tháng tốt được sự đồng tình của hai gia đình đã làm lễ cưới cho các cháu. Đại diện cho mình thì tôi xin giới thiệu có bà ngoại của cháu và các ông các bà trẻ cùng các cô dì chú bác của hai họ nội ngoại bên nhà họ nhà gái có đến dự. Kính thưa hồi hôm trải qua thời gian rất dài mà hai cháu tìm hiểu đến hôm nay được sự đồng ý của hai họ để cho các cháu lên vợ lên chồng. Đại diện cho họ nhà gái chúng tôi hôm nay đưa cháu về với nhà chồng. Đấy, có vấn đề các cháu tuy là đôi mươi thế nhưng còn có nhiều những cái mà các cháu còn non nớt, như vậy có vấn đề xin các cụ ông các bà bên nhà dạy bảo có thêm đấy để cho cháu thành đạt. Thế còn về các cháu thì kể từ giờ phút này đi là các cháu là con cháu của hai họ chúng ta, nội ngoại của hai bên gia đình trai gái. Cuối cùng tôi xin kính chúc các cụ ông các bà mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chân trọng cảm ơn. Xin chân trọng cảm ơn lời phát biểu từ vị đại diện trưởng đoàn của bên gia đình họ nhà gái. Nếu vừa có một đôi lời thừa chuyện của bên gia đình họ nhà trai. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông bà, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý thân mến, trai thanh gái lịch vui tộc họ rể hiền dâu thảo đẹp thông gia. Và ngay sau đây xin đỡ lời cho ban tổ chức MC được nhiều lời cho trưởng đoàn của bên gia đình của họ nhà trai có một đôi lời phát biểu để đáp từ cũng như trong phần nghi thức thủ tục để nhận dâu trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác và toàn thể hôn lễ, tôi xin thay mặt cho họ nhà trai xin có đôi lời đầu tiên xin chúc tất cả mọi người trong hôn lễ chúc sức khỏe dồi dào,
làm ăn phát đạt và mọi sự như thế. Xin cảm ơn bọn nhà gái đã giúp đỡ chúng tôi trong cái buổi hôm nay đón dâu ngày hôm nay, và xin chào tất cả mọi người trên chân thành đón dâu. Thì sẽ cùng trở lại vị trí các bạn tiền nước tiền trà để cùng chung vui hạnh phúc với cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể các bộ, kính thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn để có được ngày vui hạnh phúc như hôm nay thì cô dâu chú rể không thể nào quên được thừa phúc ấm của tiên tổ đã được sự đồng ý cho phép từ hai vị đại diện. Thì ngay sau đây xin phép để cho cô dâu chú rể được vào thắp hương gia tiên trong nhà. Nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều. Và hân hạnh mời quý vị chúng ta cùng dành cho đôi tân lang tân gia nhân đẹp nhất của buổi chiều ngày hôm nay, đó là chú rể Hữu Tuấn cùng cô dâu Thanh Huyền. Một tràng pháo tay thật lớn, thật dài và thật giòn giã hơn nữa để chúc mừng hạnh phúc. Ai bảo hôn đi? Kính thưa quý vị, quý thân mến, rằng tình yêu đã vượt ngoài không gian và thời gian để đến với nhau. Và vừa rồi được sự đồng ý và cho phép từ hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình thì cô dâu chú rể đã hoàn tất nghi thức thủ tục, đó là lễ gia tiên và cũng như có lời mời nước mời chầu. Và ngay bây giờ thì một nụ cười rất tươi từ cô dâu Huyền đã liên tục liếc mắt về người chồng của mình, một nụ cười rất tình tứ đang nở trên đôi môi của cô dâu. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với điều ngọt ngào nhất mà cô dâu chú rể họ đợi chờ trong suốt những năm dài họ yêu nhau, đó là chú rể sẽ cùng trao cho người vợ trăm năm của mình kỷ vật thiêng liêng nhất, đó chính là vòng nhẫn cưới như minh chứng cho tình yêu, cho hạnh phúc trăm năm bền chặt của người con trai dành tặng cho người con gái, cũng như của hai bạn dành cho nhau trong ngày cưới. Huyền ơi, dù ai bấm chí Huyền bay, em ơi phải giữ nhẫn này cho anh. Huyền đã sẵn sàng chưa? Tuấn ơi, Tuấn sẵn sàng chưa Tuấn? Bây giờ nín thở lấy hơi. Và bây giờ 1, 2, 3, 4 xin mời hôn nhau. Tuấn ơi hôn đi. Quay phim ghi được chưa? À, tôi có thể nói là đây là một nụ hôn ngắn nhất trong lịch sử đám cưới Việt Nam. Tuấn thân mến, anh muốn rằng ngày hôm nay hiệu ảnh phải chụp một cảnh trọn vẹn nhất. Chúng ta sẽ rửa ra một kiểu chúng ta treo tường. Do vậy hai em hôn ít nhất thì cũng phải 2 phút. Rồi đúng không? Đó rồi đúng không? Thế nhưng mặc váy cưới ghi như này, ở sau cũng có phông như này, đã chụp rồi, ở ghi nguyên như này, hiệu ảnh có thể xác nhận đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, tuyệt vời. Có đi có lại mới toại lòng nhau, bởi vì tình yêu là một sự tự nguyện của hai trái tim đến với nhau, có đúng thế mà. Ép dầu ép mỡ, không ai nỡ ép duyên mà. Và Huyền, anh muốn rằng giờ phút này em dành cho anh ý một hành động. Không, không. Và bây giờ xin mời cô chú rể chúng ta cùng di chuyển đến tầng bánh cưới để cùng tay chung tay chia ngọt sẻ bùi, và em xin sẽ để phần trao quà cuối cùng và mọi niềm vui, mọi niềm hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Xin mời chúng ta cùng nhau vui vẻ. Người cùng nắm tay nhau căng buồm vượt sóng để sang nơi. Đối với những đấng sinh thành và nuôi dưỡng, kính thưa quý vị, ngay sau đây thì trân trọng được kính mời song thân phụ mẫu của chú rể, ông bà sẽ cùng lên đứng cạnh con dâu để nhận ly rượu báo hiếu từ hai con. Và theo nghi thức thủ tục truyền thống thì mẹ của cô dâu thường thường sẽ không đưa con gái về nhà chồng, nhưng đang hai tay cầm ly rượu và của anh để sẽ là người đàn ông của cô đời chồng. Em cô dâu ơi, anh đã ăn rượu về chồng em. Ngôi nhà và những đứa cô dâu của thân tình tuổi này em thường nói cũng chưa có vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước.
đèn vàng. Anh nhớ tuyệt vời. Một điều ảnh lại tặng cho hạnh phúc đến tháng 6 trong ngày cưới. Một lần đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc. Môi anh cất tiếng gọi của chính song thân và vòng tay anh rộng mở. Kính thưa quý vị, và từ đây thì mẹ coi con cũng như là con gái ở trong nhà. Tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở.